Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời. Thưa quý vị và các bạn, càng gần đến dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân càng tăng cao. Và dư luận luôn đặt ra câu hỏi trong thời điểm này là liệu có xảy ra tình trạng găm hàng, thiếu hàng để đẩy giá bất hợp lý. Chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời hôm nay, chúng tôi có mời bà Võ Thị An, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh để cung cấp cụ thể hơn về công tác đảm bảo hàng hóa dịp cuối năm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp trước, trong và sau Tết Đinh Dậu 2017. Trước hết, xin chân thành cảm ơn bà đã nhận lời mời trao đổi hôm nay. Vâng, thưa bà Võ Thị An, nhu cầu tiêu dùng của người dân vào dịp Tết thường tăng cao, thậm chí tăng đột biến so với ngày thường. Vậy cái việc mà đảm bảo nguồn cung hàng hóa trên địa bàn tỉnh được thực hiện như thế nào? Chuẩn bị cho cái Tết Nguyên đán của hàng các năm thì cái lượng hàng mà người dân mua thì thường là tăng cao so với ngày bình thường. Năm nay có cái diễn biến thứ nhất là cái nguồn nguyên liệu như là xăng dầu, ga đang tăng và cái nhu cầu cũng đang cần cho cái dịp để phục vụ Tết. Thứ hai nữa là cái tình hình bão lụt của miền Trung thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái nguồn cung của hàng hóa. Và theo như các năm thì cái dịp gần đến cái dịp trước Tết thì cái giá tiêu dùng nó sẽ tăng. Thì hiện dự báo năm nay thì cái chỉ số giá nó sẽ tăng khoảng tầm là 3%. Và cái tháng riêng tháng 1 năm 2017 thì dự ước là cái tổng cái lượng lưu chuyển hàng hóa nó đạt là 3.700 tỷ đồng. Thì tăng khoảng 6% so với kỳ cùng kỳ năm 2015. Thì Sở Công Thương đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành cái chương trình dự trữ hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Qua thực tế thì cho thấy thì với những cái năm trước ấy, vào thời điểm cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán thì cái việc mà găm hàng, thiếu hàng rồi là trên cơ sở đó để các cái đối tượng vi phạm người ta đẩy các cái loại hàng hóa không đảm bảo chất lượng ra thị trường. Thì trước cái tình trạng đó thì năm nay Ủy ban tỉnh đã và ngành công thương đã chuẩn bị như nào, chuẩn bị cụ thể hơn, ví dụ như lượng tiền là bao nhiêu và những cái hàng hóa nào thiết yếu nào thì mình dự trữ trước ạ? Trong 5 năm gần đây thì ở tại Nghệ An cũng chưa lần nào mà dịp Tết Nguyên đán lại xảy ra cái tình trạng găm hàng tăng giá đột biến. Tuy nhiên, năm nào Sở Công Thương cũng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cái chương trình dự trữ hàng thiết yếu để nhằm ngăn chặn những cái hành vi mà đầu cơ găm giá và tăng giá đột biến. Thì năm nay thì Sở Công Thương đã tham mưu Ủy ban tỉnh đã đưa cái kế hoạch là dự trữ với cái tổng trị giá là 57,5 tỷ đồng và dự trữ ba cái mặt hàng thiết yếu là gạo, nếp và dầu ăn. Đồng thời là Sở Công Thương đã tham mưu chỉ lựa chọn 7 cái doanh nghiệp có cái khả năng dự trữ hàng tốt và có cái đội xe cũng như có cái chân rết của các cái đại lý của các cái công ty ở các huyện để tham gia vào để dự trữ hàng hóa. Vậy thì thưa bà, là hiện nay cái công tác tổ chức hệ thống phân phối, điều tiết giữa các vùng miền, nhất là cái việc đưa hàng hóa về nông thôn, phục vụ nhu cầu nhân dân vùng sâu vùng xa đã được thực hiện như nào? Trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An ấy, chúng ta có 405 chợ truyền thống, có 8.500 cái cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, có 40 cái siêu thị chuyên doanh. Như vậy, thông qua các cái hệ thống này, thì Sở Công Thương cũng đã có cái văn bản để chỉ đạo xuống. Thứ nhất là để xây dựng cái kế hoạch tăng cái nguồn vốn để dự trữ hàng hóa cung cấp phục vụ cho thị trường. Thì thông qua các cái đại lý của các cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cũng thông qua các cái hệ thống bán buôn bán lẻ, thì hiện nay thì lượng hàng đã được chuẩn bị rất là đầy đủ. Và theo như cái nhận định của Sở Công Thương thì năm nay lượng hàng sẽ đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui xuân mà sẽ không có cái tình trạng là găm hàng
hoặc là tăng giá đột biến. Các cái hoạt động mà các cái chương trình bình ổn giá như các năm khác thì bà đánh giá như nào về các cái chương trình này? Cái chương trình dự trữ hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường thì thực sự đấy là một cái chương trình đem lại những hiệu quả rất là thiết thực để người tiêu dùng, để nhân dân trên địa bàn thấy được cái sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước đã quan tâm đến cái đời sống của nhân dân trong cái dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, và thường là những cái thời điểm nhạy cảm để thị trường có thể là có những cái biến động. Cái thứ hai nữa là cũng tạo được cái nguồn hàng ổn định để cho thị trường khi có biến động xảy ra thì có một lượng hàng hóa để phục vụ cho nhân dân, tránh cái đầu cơ găm giá, trục lợi. Cái thứ ba nữa là cũng tạo cho cái thị trường được ổn định và an ninh trật tự được giữ vững. Vậy thì cũng liên quan đến cái hoạt động đảm bảo hàng hóa dịp Tết cũng như đảm bảo các cái loại chất lượng hàng hóa khi mà đưa ra thị trường. Vậy thì cái công tác kiểm soát giá cả nhằm tránh cái việc giá cả leo thang thì hiện nay đã được thực hiện như thế nào ạ? Cái thời điểm mà trước Tết là cái thời điểm rất là nhạy cảm đối với thị trường. Đây là cái thời điểm mà hàng hóa, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang còn có cái cơ hội để dễ dàng lưu thông. Chính vì vậy mà Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý Thị trường xây dựng một cái kế hoạch đẩy mạnh, tăng cường cái công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, kiểm tra thường xuyên cái việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị xã để tăng cường cái công tác kiểm tra trên địa bàn và tuyên truyền đến với các tiểu thương ở tại các chợ, các cái trung tâm thương mại, siêu thị, các cái doanh nghiệp phân phối hàng hóa để cung ứng hàng chất lượng cao cho bà con, đồng thời là hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Vâng. Vậy thì ngoài ra Sở Công Thương sẽ thực hiện những giải pháp gì để bình ổn giá cả thị trường, kích thích người tiêu dùng và bảo vệ lợi ích các doanh nghiệp ạ? Sở Công Thương thì đã có cái chỉ đạo đối với các cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tăng cường cái lượng hàng vào cái dịp chuẩn bị cho phục vụ cho Tết. Thứ hai nữa là chỉ đạo các cái trung tâm siêu thị, trung tâm thương mại siêu thị và các cái cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng bán lẻ là đẩy mạnh cái công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, đồng thời là khuyến mại để dành những cái ưu đãi cho người tiêu dùng nhân cái dịp Tết Đinh Dậu 2017 này. Đồng thời một mặt khác thì là Sở Công Thương cũng đã xây dựng và là chỉ đạo các huyện thì là trên địa bàn thì có các cái hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp mà để phân phối bán lẻ hàng hóa tiêu dùng để phục vụ những cái ngày nhân dịp xuân năm mới. Vậy thì hiện nay thì chuẩn bị cho cái dịp Tết Nguyên đán thì chúng ta ngành công thương đã phối hợp như nào với các cái ngành khác, các cơ quan liên quan ví dụ như đó là công an, đó là ngành y tế chẳng hạn, để kiểm tra các cái hàng hóa trên thị trường để đảm bảo tốt nhất cái nguồn hàng cho nhân dân ạ. Sở Công Thương đã chỉ đạo và giao cho Chi cục Quản lý Thị trường phối hợp trực tiếp với các cơ quan chức năng như là công an, như là ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị xã để tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường và phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, kiên quyết xử lý nghiêm những cái trường hợp vi phạm và kiểm tra thường xuyên cái việc là niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Mặt khác thì Sở Công Thương đã cùng với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp để tăng cường cái công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và đã được Ủy ban tỉnh giao trong cái việc là chỉ đạo về cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Còn cái khó khăn nhất của mình trong cái việc mà thực hiện cái chương trình phục vụ hàng hóa dịp Tết cũng như đảm bảo kiểm soát hàng hóa trên thị trường thì cái khó khăn lớn nhất là cái gì ạ? Cái khó khăn lớn nhất của cái công tác để kiểm tra kiểm soát thị trường hiện nay á, mà để đảm bảo cái hàng nó có chất lượng đến với người tiêu dùng thì khó nhất hiện nay là cái địa bàn của Nghệ An thì quá rộng, lực lượng quản lý thị trường thì rất là mỏng, có những đội quản lý thị trường có 7 người mà đã phải quản lý 3 huyện như là Kỳ Sơn, như Tương Dương, Con Cuông, thì với cái lượng người đó không đảm bảo để có thể thường xuyên kiểm tra được, vì vậy mà phải tăng cường cái công tác phối hợp. Cái thứ hai nữa là cái
nguồn kinh phí để hỗ trợ cho cái chương trình dự trữ hàng hóa thiết yếu thì đang còn hạn hẹp. Vì vậy mà cái chương trình dự trữ hàng hóa thiết yếu nhân dịp cái Tết phục vụ cho nhân dân trong cái dịp trước Tết, trong Tết và sau Tết thì còn hạn chế về mặt số lượng cũng như là chủng loại hàng hóa, bởi vì cái nguồn lực chúng ta thì còn hạn hẹp. Vậy thì một câu hỏi cuối là thưa bà là bà có cái khuyến cáo nào đối với người tiêu dùng trong khi mua hàng dịp Tết ạ? Người tiêu dùng thì theo tôi thì người tiêu dùng hãy luôn luôn là cái người tiêu dùng thông minh. Chính mình phải bảo vệ cho mình trước. Mình phải mua hàng hóa thì phải xem ít nhất là trên bề mặt của sản phẩm, phải xem được là phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có hàn nhãn mác và có cái địa chỉ để mình liên hệ khi cần thiết. Thứ hai nữa thì cũng cần phải có cái thông tin để phản ánh ngay với các cơ quan chức năng khi gặp, khi mua hàng gặp những cái sản phẩm hàng hóa mà kém chất lượng thì có phản hồi ngay với cơ quan chức năng để chính là bảo vệ cho chính mình và bảo vệ cho cộng đồng trong xã hội. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những chia sẻ của bà Võ Thị An, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đã khép lại chương trình dân hỏi cơ quan chức năng trả lời kỳ này. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.